Hello, xin chào mừng tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ichimoku Câu Chuyện Phát. Em là Huy, sẽ là người đồng hành với anh chị trong cái video chia sẻ về những cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán anh chị nha. Thì cũng khá là lâu rồi em mới làm lại video, do cái thời gian vừa qua là cũng khá là bận rộn với cái việc là chăm sóc khách hàng anh chị. Những anh chị nhà đầu tư về bên em nói giao dịch cũng tương đối là nhiều nên em cũng cần thời gian để cơ cấu danh mục cho khách hàng, cho nên là cũng không có quá nhiều thời gian để làm video mà em chỉ tập trung chủ yếu về cái mảng livestream thôi. Thì hôm nay là em thấy có một cái cổ phiếu mà về góc nhìn của em đánh giá là nó đang bước vào những cái xu hướng tăng sắp tới, không những là tăng đâu chị, mà nó sẽ tăng rất là mạnh ở trong những cái phiên giao dịch sắp tới đây. Thì em cũng muốn chia sẻ những cái cơ hội này đến với anh chị nhà đầu tư ở đây. Thì cổ phiếu mà em muốn nói đến đó chính là cổ phiếu BVD anh chị. Đấy. Tổng công ty cổ phần khoan và dầu khí. Đấy. Vì sao em chọn BVD anh chị? Bởi vì BVD nó hội tụ tất cả những yếu tố của một cái cổ phiếu gọi là siêu đầu cơ ở trong cái nhóm ngành dầu khí. Anh chị có thể thấy đó là trong khi mà thị trường nó xuất hiện những cái nhịp rung lắc tại vùng đỉnh, nó bắt đầu nó xuất hiện điều gì anh chị? Xuất hiện rất là nhiều những cổ phiếu mang cái tính là dẫn dắt và leader của cái nhóm ngành. Anh chị thấy nhóm thép là xuất hiện Hòa Phát, nhóm bất động sản thì ngày hôm nay là nó xuất hiện ra cổ phiếu KDH. Rồi nhóm thủy sản thì nó xuất hiện ra nhóm cổ phiếu dân trị, cổ phiếu VHC. Nhóm chứng khoán thì anh chị thấy những cổ phiếu như là HCM, SSI, FTS nó cũng đang thị một cái bộ mặt gió rất là tích cực. Vậy thì khi mà thị trường điều chỉnh, anh chị cần phải nhìn nhận ra đâu là những cổ phiếu sẽ đem lại cho anh chị những cái lợi nhuận khi mà thị trường phục hồi. Đó, cái đó mới là cái cốt lõi mà chúng ta sẽ đi tìm kiếm ở trên thị trường chứng khoán này. Rồi vì sao BVD nó tốt anh chị? Bởi vì BVD anh chị nhìn nè, BVD nó có một cái quá trình tích lũy về góc độ của em là rất là ok anh chị ha. Nó đã đủ cho một cái quá trình tích lũy và đi lên của cổ phiếu. Đấy, cổ phiếu này thì nó đang tích lũy ở trong một cái hình thế là như thế nào anh chị? Đang tích lũy cho một cái hình thế đó là song song và hướng lên. Nó có tất cả những cái yếu tố về mặt điều chỉnh, tích lũy, test cung cầu, test cung, mọi thứ chị. Và cái hình thái kiếm của nó anh chị thấy không? Hình thái hai kiếm chập lại hướng lên, hai dao cũng chập lại hướng lên, thì nó cũng sẽ bắt đầu bước vào một cái chu kỳ theo góc độ của em, nó sẽ là tăng giá rất là sốc. Đấy. Mình có thể nói đó là chạy nước rút lên chị. Đấy, cái hình thái này hình thái mà rất dễ để cổ phiếu BVD bước vào cái giai đoạn là chạy nước rút. Đấy, cho nên là anh chị nhà đầu tư nào mà muốn mua BVD thì cái đầu tiên mà anh chị cần đó là điều gì anh chị? Đó chính là một cái sự can đảm. Để mua những cổ phiếu này em nghĩ là anh chị càng phải can đảm anh chị mới dám mua. Chứ lên vùng này hầu như là anh chị hỏi là mua không thì rất nhiều người sẽ tư vấn chị là không nên mua. Đợi điều chỉnh hay là thế nào đấy. Nhưng mà về góc độ của em, những cổ phiếu mà mang cái tính đầu cơ mà anh chị thấy cái lượng vol không chị? Cái cây vol ngày hôm qua là một cây vol cực kỳ là to, rất là to trong vòng 2 năm trở lại đây, và nó thể hiện một cái gọi là quyết tâm và cái ý chí cực kỳ mạnh của tổ chức. Nó thể hiện qua cái việc là những nhà đầu tư nào muốn bán ở vùng giá sàn thì tổ chức của người nhà tạo lập của con BVD này họ sẵn sàng họ gom mua bằng mọi giá và gom mua sạch. Nó làm cho cái lượng cung của cổ phiếu này theo góc nhìn của em là nó đang rất là cạn kiệt rồi. Vậy thì trong những giai đoạn tới chỉ cần tổ chức thổi một làn gió nhẹ vào cái cổ phiếu BVD này thôi là BVD này nó sẽ bay cực kỳ là khủng khiếp nha anh chị. Cho nên là với góc nhìn của em, anh chị muốn mua BVD này thì những cái vùng giá từ vùng giá 30 cho đến vùng giá 31 đó chính là những cái vùng mà anh chị hoàn toàn có thể mở vị thế mua gom đối với cổ phiếu BVD này. Và anh chị sẽ mua gia tăng khi nào? Khi mà cổ phiếu này có một cái nhịp bước lên và sau đó điều chỉnh trở lại thì ở đây nó sẽ mở ra điểm mua số 2 cho anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị phải xác định rõ ràng là cổ phiếu này nó sẽ phải đi lên. Đấy, khi mà cổ phiếu đi lên thì anh chị mua điểm nào cũng trúng. Còn khi mà anh chị mua cổ phiếu ở trong giai đoạn tích lũy ấy, thì anh chị có thể trúng và cũng có thể sai. Đúng không anh chị? Còn khi mà cổ phiếu mà xác định vào sóng tăng, vào cái nhịp đánh chính của cổ phiếu thì những cái nhịp rung lắc điều chỉnh đó mới chính là cơ hội để mà anh chị mua vào. Anh chị gia tăng cái khối lượng nắm giữ của anh chị lên để anh chị ăn được ở những cái nhịp kéo tiếp theo của cổ phiếu. Đấy, đây chính là những cái tư duy trong cái mặt là chọn lựa cổ phiếu
và chọn cái cách mà anh chị mua những cái điểm mua gia tăng anh chị ha. Rồi hy vọng video này sẽ giúp cho anh chị có được những cái cổ phiếu đem lại lợi nhuận và thành quả cực kỳ là cao trong quá trình mà anh chị đầu tư đấy. Và anh chị muốn em làm video về cổ phiếu nào thì chị có thể để lại bên dưới phần comment anh chị nha. Nếu như những cổ phiếu đó là hay, là xuất sắc thì em sẽ chọn để em làm video để hướng dẫn cho anh chị cách mua những cái siêu cổ phiếu và khi nào thì anh chị hãy nên bán những siêu cổ phiếu đó ra. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị.